Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã đến với buổi học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta đều có rất nhiều mong muốn đúng không nào? Vậy thì cách nói tôi muốn cái gì đó trong tiếng Nhật được nói như thế nào? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Minasan, hajimemasho. Đầu tiên, các bạn hãy nhìn lên trên màn hình và ở đây chúng ta thấy là cậu bé có một cái mong muốn là cái máy ảnh đúng không nào? Vậy thì cách nói tôi muốn có máy ảnh trong tiếng Nhật mình sẽ nói là Watashi wa kamera ga hoshii desu. Watashi wa kamera ga hoshii desu. Tôi muốn có máy ảnh. Chúng ta sẽ thấy ở đây xuất hiện một mẫu ngữ pháp là ga hoshii desu. Vậy ga hoshii desu có nghĩa là mong muốn có N. Nhưng cũng phải có một chú ý là không thể dùng mẫu này để biểu thị mong muốn của người thứ ba ngoài người nói và người nghe. Để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này, chúng ta hãy cùng nhau đi đến một vài ví dụ sau đây nhé. Ở đây cậu bé đang mong muốn có một cái xe hơi. Vậy thì cậu bé sẽ nói rằng tôi muốn có xe hơi. Watashi wa kuruma ga hoshii desu. Watashi wa kuruma ga hoshii desu. Tôi muốn có xe hơi. Bây giờ cậu không muốn xe hơi nữa mà cậu bé muốn có một cái máy tính. Máy tính trong tiếng Nhật sẽ là pasokon. Vậy chúng ta sẽ nói rằng Watashi wa pasokon ga hoshii desu. Watashi wa pasokon ga hoshii desu. Tôi muốn có máy tính. Còn đối với câu hỏi thì mình sẽ dùng từ hỏi là nani. Nani ga ichiban hoshii desu ka? Nani ga ichiban hoshii desu ka? Bạn muốn có cái gì nhất? Tôi thì muốn có căn nhà. Căn nhà nhất, mình sẽ nói rằng Watashi wa uchi ga ichiban hoshii desu. Watashi wa uchi ga ichiban hoshii desu. Tôi thì muốn có cái nhà nhất. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được kết thúc ở đây. Các bạn hãy tự lấy cho mình thật nhiều ví dụ để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này nhé. Dạ, mata kondo onegai shimasu.